Hay đi. Quay chứ có phải chụp hình đâu mà đứng hiệu. Rồi. Kem. Kem. Con 10 giờ con đi đâu? Con đi về. Con cũng đi về hả? 10 giờ bà nội đi đám cưới chứ không có đi về. Bà mướp đá. Con có đi không? Con không có đi được. Kem. Đấy, kem. Em lấy. Trời cô đây. Để đâu anh này? Để đây hả? Để sợ luôn á. Đây đi. Ngồi thấp xuống cho nó lấy câu cho mày lên cây cò đi xuống mày xuống đây. Thôi ta đứng thì ta đứng mặt. Hả? Mẹ đứng nữa. Cha sao mày lại đi chưa? Quay đi cho bao đây đi. Đó. Đó. Ồ. Ồ bánh ghế của ta. Đây để về. Chắc đài đó mà. Rồi dì đứng sát qua chụp tấm hình với cháu luôn à. Rồi nhìn vào kính này. Dì được quá. Rồi tiếp tục à. Kiếm thước. Rồi tiếp tục. Linh là đâu? À mà qua đi. Mở đứa đi. Không để. Lấy cái giỏ làm sách thì làm sách chưa? Nó đâm sách giỏ hoa chưa? Có hoa chưa mà. Có. Đây ngồi kia. Đứng được bao nhiêu pin? Đây.
hai. Nhỏ quá. Con đại cái khuôn mặt nó nơ 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 vậy. Lành quá thế ơi. Đi này. Đi này. Đi cái tay cái để Kem. Anh. Ừ? Sao em lại sao anh không kêu nó chập ngon người mình làm chân dung luôn. Mua ít thì bây giờ ra thì đem ngành nữa. Thiệt. Chân ta nhiều cho đồ ăn nó khô giống như cái này. Khỏe mà. Đây bánh nướng đây không ăn nữa. Cái chốt gì này mấy người mình như này không. Khỏe mà. Được gì nó tán rồi, có nước không? Nước lên. Còn nước không? Nước rồi đây nhỉ. Đốc rồi mình nộp. Lại còn rồi phải không? Không. Lúc bắt thì nó ngồi. Liên có mớ đây mà xuống. Tập được không biết tập tập được 500. Quân binh này thì xe. Ờ con ơi. Đây là. Và ai? Đi có chứ gì trong lại nó đi một mình. À. Đi học đi. Vợ thằng Hoàng. Tức là vợ thằng Hoàng có một ngày bữa nay là có việc. Xe đó. Tức là vào ngày hôm nay thôi nha. Tức là vào ngày hôm nay thôi đó. Mày hỏi sao là tao nói cái con là mặc áo không ta màu 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 lên 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 lên. Dẫn em đi đi. Đi. Con giữ bông đi. Nó nói chuyện miết mẹ nó nói chuyện nó miết thôi để nó nhà.